Cảm ơn chị Hải Bình, và không biết là chị Minh có muốn bổ sung gì thêm ở đây không ạ? Cảm ơn cô Mai. Thực sự thì những cái gì mà chị Bình chia sẻ đã rất là đầy đủ, đặc biệt đối với cả cộng đồng SM. Mình nghĩ rằng là cái nguồn vốn tự có của các thầy cô rất là quý. Vì quý như thế nên ra là thầy Thái mới hút, rồi khi là hút tận kim cương vào trong cộng đồng. Nhưng mà với cái bộ máy của thầy, với những cái quy trình mà thầy đã rất là kỳ công tạo ra, thì mình nghĩ rằng là cái chuyện khai thác cái mỏ kim cương này nó chỉ là các thầy cô thứ nhất là xác định được là mình đang có đấy. Cái thứ hai là giống như cô Mai nói là bây giờ mình sẽ làm thôi, mình hành động thôi. Thì cái sự mạnh mẽ trong mỗi hành động của mỗi con người đấy, nó xuất phát từ cái chuyện là cái mục tiêu của mỗi người là cái gì, cái mong muốn đến đâu, và cái mạnh mẽ từ cái cảm xúc ra đến cái mạnh mẽ trong hành động như thế nào, thì cái kết quả nó sẽ tương xứng. Tại vì gần như là ở đây thầy Thái đã tạo sẵn rất rất là nhiều những cái phương tiện, giống như là những cái xe đã có sẵn rồi, giờ chỉ chờ người lên lái thôi. Thì những cái phần này thì mình nghĩ là đấy, nó quay trở về cái chuyện kỹ thuật mà. Giống như cái kỹ thuật lái xe hay cái phương tiện lái xe là luôn luôn có và có sẵn ở sắp khắp xung quanh. Chỉ khi nào những cái người tài xế hay là những cái bản thân chúng ta tự tin như thế nào để ngồi lên trên đấy để lái, thì mình nghĩ là ở trong đây các thầy cô là những cái người mà đang đồng hành với các cộng đồng, cũng giống như là đang thu hút cả thêm những cái viên kim cương khác vào trong cộng đồng, thì hiểu rất là rõ mình hoàn toàn có thể đòn bẩy từ tri thức của thầy này, đòn bẩy từ cái hệ thống của thầy, đòn bẩy từ cái network, và đòn bẩy chính trong cái cộng đồng của chúng ta, tất cả các thầy cô, các quý thầy cô ở đây, như cô Mai, như cô Hải Bình, như thầy Thái đã nói rất là nhiều. Chúng ta đây, chúng ta đang trao giá trị cho xã hội, thì càng nhiều người chúng ta càng trao giá trị, thì có phải là cái giá trị của bản thân cũng đang được nâng lên. Mà khi mà giá trị của bản thân nâng lên thì trong cái bài toán tài chính cũng thế, nó tỷ lệ thuận thôi ạ. Thì mình nghĩ rằng là cái câu hỏi của cô Mai cũng rất là thực tế, và rõ ràng rất là ứng dụng cao ở trong chính cái cộng đồng SE của mình đấy ạ. Dạ, cảm ơn cô. Cô Mai mở mic ạ. Cảm ơn hai cô Dạ. đã chia sẻ. Vâng, chỉ cần là chúng ta mở tư duy ra một chút thôi đúng không ạ, nó có thể thay đổi rất là nhiều. Và đây này, các thầy cô có thể thấy này, khi mà chúng ta chia sẻ với nhau về những cái nguồn lực của chúng ta thì chúng ta đã có cái sự kết nối này. Ví dụ như khi mà cô Hà chia sẻ rằng là cô Hà đang làm về có kiến thức về chăm sóc sức khỏe chủ động chẳng hạn, thì ngay lập tức là có cô Trang đã kết nối, cô Đào Trang đã kết nối với cô Hà, và hy vọng rằng là với cái sự kết nối này nó sẽ có tạo ra thêm rất là nhiều cơ hội. Và có thể nói được rằng là cái điều này là những cái gọi là những cái giá trị rất là vô hình. Vâng, có thể có những nơi các thầy cô sẽ có thể nhìn thấy được rằng là có những nơi khác có thể họ sẽ thu hút thành viên cộng đồng bằng cách là họ có thể là chia một cái phần trăm nào đó rất là lớn ạ. Vâng, có thể là như vậy. Nhưng mà có thể rằng là những cái điều đó, cái giá trị thực sự của nó chưa chắc nó đã bằng những cái mà vô hình như thế này ạ. Khi mà chúng ta có được những cái vấn đề về mối quan hệ này, chúng ta có một cái tâm thức tốt này, chúng ta có được những cái giá trị thực sự ạ, thì cái điều đó nó có thể đem lại cho chúng ta nhiều cái tài sản hơn là những cái mà là những cái tài sản hiện hữu. Vâng, thì ở đây khi mà cô Minh có nói đến cái việc là chúng ta có dám nghĩ hay không ạ? Chúng ta có dám nghĩ hay không, có dám làm hay không? Vâng, thì ở đây em có nhớ đến một cái câu chuyện mà em cũng đã từng từng nhắc đến trong một cái buổi chia sẻ nào đó, mà em cũng không 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 nhớ cái buổi chia sẻ đó, nhưng mà em có nhắc đến một cái câu chuyện, là câu chuyện mà chắc chắn là nhiều thầy cô ở đây chúng ta đã từng đọc, đó là câu chuyện nhà giả kim của tác giả có tên là Paulo Coelho, là một tác giả người Tây Ban Nha. Và đây là một cái cuốn sách mà đã được bán rất là chạy, thực dạng là bestseller trên thế giới ạ. Vâng, và người ta nói rằng là cái cuốn sách này chỉ là cái gọi là bán chạy thứ hai sau Kinh Thánh mà thôi. Và cái câu chuyện về về của câu chuyện nhà giả kim này nói đến một cái cậu bé chăn cừu. Vâng, và một cái cậu bé chăn cừu này, thì cậu ấy đã một lần cậu ấy đã mơ tới một cái giấc mơ, cậu mơ được một cái giấc mơ là có một người chỉ cho cậu một cái kho báu ở tận sa mạc xa xôi. Và dù là cậu không biết là cái giấc mơ đó là cái giấc mơ mà, nghĩa là cái này điều này nó có thật hay không, nhưng cái giấc mơ đó đã thôi thúc cậu ấy để cậu ấy bứt phá ra khỏi cái ngôi làng của mình. Vâng, và trên cái hành trình mà đi tìm cái kho báu này thì nó có rất là nhiều những cái sự kiện đã xảy ra với cậu, mà cái sự kiện đó trước đây cậu chưa bao giờ có thể được biết tới nếu mà cậu chỉ ở tại xung quanh cái ngôi làng của mình.
Vâng, và trên cái con đường đi này thì cậu cũng đã được may mắn là được gặp một cái cô gái, và hai người đã yêu nhau. Và rất là tuyệt vời khi mà cô gái này thì cũng đã đồng hành cùng với cậu, cũng đã tin yêu cậu và đồng hành cùng với cậu để tiếp tục cái hành trình của cậu. Và mặc dù rằng là sau khi mà ở trên cái con đường xa xôi đó, cậu đã đi qua rất là nhiều nơi, đến kim tự tháp Ai Cập vân vân, thì cậu lại cuối cùng quay trở lại chính cái gốc cây nơi mà cậu có cái giấc mơ đó, và cậu đã tìm cái kho báu ở tại chính cái gốc cây đó. Vâng, thì ở đây có thể nói rằng là có rất là nhiều những cái thông điệp, có nhiều cái bài học mà trong cái câu chuyện này đã truyền tải tới người đọc. Trong đó thì em có thấy rất là ấn tượng với một câu nói mà nó trùng khớp với rất là nhiều những cái thông điệp mà SE của chúng ta đã truyền tải, cũng như là hôm nay cô Minh và cô Bình đã đem đến cho chúng ta. Đó chính là một cái thông điệp mà trong cái cuốn sách này đã chia sẻ, đó là khi người nào muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ chung lại để người ấy đạt được điều mơ ước. Vâng. Và chúng ta cũng nhớ rằng là trong một cái chương trình gala của chúng ta vào tháng 12 năm 2021, thì một cái đề bài mà thầy Thái có đặt ra với cả các thí sinh trong cái cuộc thi này, đó là chúng ta hãy hãy cùng viết về cái cảm nhận về luật hấp dẫn ạ. Vâng. Luật hấp dẫn đó chính là cái việc mà khi mà chúng ta nghĩ đến cái điều gì đó, khi mà chúng ta mơ ước cái điều gì đó và chúng ta thực sự khát khao, và cái khát khao của chúng ta đủ lớn thì sẽ có rất là nhiều những cái nguồn lực xung quanh để có thể hỗ trợ cho chúng ta. Và ngày hôm nay thì rất là thú vị khi mà cô Bình và cô Minh cũng đã nhắc lại cái thông điệp này trong một cái chủ đề về tài chính, có nghĩa rằng là ngay cả về vấn đề tài chính, khi mà chúng ta thực sự chúng ta có một cái khát khao, chúng ta có một cái ước mơ, thì chúng ta làm sao ạ, chúng ta cũng sẽ biết cách. Và khi mà cái khát khao đủ lớn, chúng ta đặt ra cho chúng ta những cái câu hỏi. Và hôm nay chúng ta rất là ấn tượng với cái câu hỏi của cô Bình khi mà cô đặt vấn đề, đó là chúng ta sẽ không không nói rằng là chúng ta không có tiền nữa, chúng ta nói rằng chúng ta nghèo, chúng ta không thể có đâu, tôi không dám mơ ước đến cái điều đó, mà chúng ta hãy nói rằng là tôi có một cái mơ ước, nhưng mà tôi sẽ phải làm thế nào để tôi đạt được cái mơ ước của tôi. Vâng, làm thế nào để tôi có tiền, hay là làm thế nào để tôi đạt được cái mơ ước của tôi. Và một cái điểm nữa trong cái câu chuyện nhà giả kim này mà cũng rất là ấn tượng với người đọc, đó chính là khi mà chúng ta tìm kiếm cái kho báu đó ở đâu xa, nhưng kho báu đó có thể chính ở trong ta. Vâng. Trên cái con đường mà đi dài 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 tìm kiếm qua rất là nhiều vùng đất, qua rất là nhiều trải qua rất là nhiều hành trình rất là gian khó, cậu bé Trân Kiều này, và tất cả những hành trình đó nó rất có ý nghĩa. Vâng, khi mà cậu dám bứt phá ra, cậu dám bứt phá để cậu 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 thoát ra, cậu thoát ra khỏi cái vòng an toàn của cậu, để cậu dám thử thách, dám bước ra khỏi thế giới để khám phá thế giới này, thì cậu cũng đã có được một cái bài học rất là quý, đó là không cần phải tìm đâu xa, kho báu ở chính trong mình, người hùng chính ở trong mình. Vâng, và ngày hôm nay thì cô Hải Bình và cô Bình Minh thì một lần nữa đã cùng với chúng ta để xác định lại với chúng ta rằng là kể cả ở trong vấn đề về mặt tài chính ạ, không, thì cái việc mà chúng ta có một cái tâm thức, có một cái suy nghĩ, đó là chúng ta có cái nguồn vốn, và chỉ cần là chúng ta biết cách để chúng ta nhận diện được nó mà thôi ạ. Thì lúc này 80% nằm ở tư duy này, nó sẽ tiếp tục là 20% về mặt kỹ thuật, đúng không ạ? Vâng, cô Bình và cô Minh cũng đã hứa với chúng ta rằng là vấn đề về 20% về mặt kỹ thuật của chúng ta thì nó sẽ nằm ở trong những cái chủ đề tiếp theo, để chúng ta biết cách là làm thế nào để chúng ta có thể chuyển hóa, làm thế nào để chúng ta có thể biết tận dụng những cái đòn bẩy, tận dụng những cái nguồn lực của chúng ta để chúng ta chuyển hóa nó thành tiền. Vâng, cảm ơn các cô rất là nhiều, và cho phép em được đọc những cái bình luận của các thầy cô một chút ạ. Vâng, dạ. Đây, chị của chúng ta lại thấy đây, một khi mà chị Thu Hà chia sẻ thì cũng có rất là nhiều, nhiều, nhiều các thầy cô đã kết nối với chị ạ. Vâng, và chị Thu Hà cũng đã chia sẻ rằng là chưa được nghe dạy về quản lý tài chính bao giờ, và đây chính là lỗ hổng lớn nhất. Dạ đúng ạ. Vâng. Như các thầy cô cũng đã nghe hai cô chia sẻ đấy, là có rất là nhiều người mà đã kiếm tiền được rất là nhiều, hoặc là người ta tự dưng người ta có một cái khoản tiền nào đó nhưng người ta không có cái tư duy tài chính, nên là với cái số tiền đó người ta đã tiêu, và người ta lại đã còn những cái người mà lúc trước thì rất là giàu có, đúng không ạ, có rất là nhiều tiền nhưng sau đó thì khánh kiệt.
Vâng, và rõ ràng rằng nếu mà chúng ta có một cái tư duy để chúng ta biết sử dụng cái nguồn tiền hiện có của chúng ta, và chúng ta có một đồng thôi cũng cũng có cũng là thú vị đúng không ạ? Nhưng cô Quyên ngày hôm qua thì cô Quyên trước khi mà cô Quyên thông báo rằng là cô Quyên đang bị ốm, cô Quyên đang bị Covid, đang bị nhiễm Covid, vâng. Nên hôm nay cô Quyên không có lên được với cả các thầy cô, thì cô Quyên cũng rất là trách nhiệm mà cô Quyên đã truyền tải với em rằng là ngay cả khi chúng ta thường chúng ta nói rằng là tôi không có tiền đâu, và chúng ta nghĩ rằng cái có tiền nó phải là ở một cái khoản tiền rất lớn nào đó, vâng. Nhưng cô Quyên có chia sẻ rằng bạn có trong tay 1.000 không, bạn có trong tay 10.000 không, thì 1.000 hay 10.000 cũng là có tiền rồi ạ. Vâng, và quan trọng là chúng ta sẽ sử dụng cái 1.000 hay là 10.000 đó để làm cái gì, để nó tiếp tục, để nó nhân nhân ra, hay là như là ở đây SE của chúng ta thầy thầy Thái đã vô cùng là phải nói, em phải nói thật rằng là rất là khó để có thể diễn tả được cái cách mà thầy đã hỗ trợ cho mọi người. Ví dụ như là những cái khóa học của chúng ta, ví dụ như khóa F, tất cả các thầy cô ở đây học đã, các thầy cô đã thấy là vô cùng là giá trị đúng không ạ? Và có rất là nhiều người đã chia sẻ rằng họ đã đi học rất là nhiều những cái khóa học rất là mắc tiền ở bên ngoài, như là cô Minh và cô Hải Bình thì chắc chắn là đã học rất là nhiều các khóa học, rất là nhiều các khóa học của các thầy quốc tế, rồi là của những cái thầy chuyên gia ở Việt Nam. Nhưng các thầy cô cũng thấy rằng là cái khóa học F của chúng ta có thể nói là một cái khóa học rất là tốt, và nếu mà định giá nó theo như cái mức giá trung bình ở trên thị trường ạ, thì nó có thể là một cái mức giá rất là cao, nhưng mà thầy làm sao ạ? Thầy đã tạo cơ hội để cho tất cả mọi người đều có thể học được 3 triệu. Nhưng mà nếu mà bạn là sinh viên thì bạn có khi chỉ 1 triệu thôi, bạn là người cao tuổi bạn có khi chỉ 1 triệu rưỡi thôi, thậm chí là bạn là giáo viên mầm non và bạn khó khăn thì bạn còn không, bạn chỉ 500 thôi, và thậm chí nếu bạn khó khăn quá thì cứ xin thầy là thậm chí bạn còn không phải mất đồng nào ạ. Nhưng quan trọng là bạn có dám nghĩ không? Bạn có dám nghĩ đến cái việc là bạn đi học hay không ạ? Vâng, thì ở đây rất là cảm ơn hai cô khi mà hai cô trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta tập trung về cái cách tư duy của chúng ta, và chúng ta dám nghĩ. Vâng, dám nghĩ, quay trở lại đó là chúng ta nghĩ lớn và chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta nghĩ lớn đúng không ạ? Vâng, cảm ơn hai cô rất là nhiều. Và thầy ơi, hôm nay chúng em cái bài chia sẻ của hai cô cũng nhắc rất là nhiều đến thầy và những cái cách mà thầy đã làm, cách mà thầy đang dẫn dắt cộng đồng để giúp cho cộng đồng có được một cái cuộc sống bình an, thịnh vượng và hạnh phúc. Vâng, và em rất là mong là muốn em rất là muốn được nghe cái chia sẻ của thầy, để thầy có thể làm rõ hơn những cái cách đi của SE trong việc hỗ trợ về mặt tài chính cho mọi người ạ. Vâng. Tuyệt vời, cảm ơn ba cô xinh đẹp tài giỏi. Cảm ơn ba cô rất là nhiều và cảm ơn tất cả chị em đồng hành với hệ thống Zoom sáng của chúng ta. Có một cái câu nói mà thầy rất là thích, thầy quên của ai rồi. Tiền đơn giản nó chỉ là những con số, quan trọng bạn nhìn thấy số mấy mà. Thế bạn muốn nhìn thấy con số là 1 tỷ hay là 100 tỷ hoặc là nhiêu đó thì bạn cho bạn nhìn thấy con số, tiền đơn giản là những con số mà thôi, đúng không ạ? Đó, và cái câu nói mà các cô đặt ra ngày hôm nay thì thầy cũng muốn đặt ra cái câu hỏi cho mọi người để mọi người trả lời, và câu hỏi này cũng là một hai cái câu hỏi này cũng là hai cái câu hỏi mà ngày xưa nó giúp cho thầy quyết định một quyết định rất lớn là đang có thu nhập từ trong cái trung tâm luyện thi đại học của mình, từ cái trường học của mình đang dạy, trường trung học phổ thông, nó dao động từ 120 đến 180 triệu một tháng mà thầy quyết định thầy bỏ luôn. Câu hỏi là tôi còn bao nhiêu sức để bán, tôi còn bao nhiêu sức để bán với cái cách mà tôi đã bán. Một tuần thầy dạy 72 tiết luyện thi đại học, làm chủ trung tâm luyện thi đại học nhưng mà vẫn dạy 72 tiết. Vậy thì thầy trả lời hỏi câu hỏi là tôi còn bao nhiêu sức để bán? Tại vì trong quá trình trước đó có một lần thầy đã bị lúc bê, tức là không còn làm được việc á. Đó. Rồi tôi có thể bán. Bây giờ tôi có thể bán thì tôi có thể bán sức tôi đến khi nào? Mọi người hôm nay đặt cho mình hai cái câu hỏi này để tìm cái con đường giống như hai cô đặt vấn đề từ đầu là tự do tài chính, tự do thời gian để làm được những điều mình thích và mình thích những việc mình đã và đang làm. Điều đó nó quan trọng lắm. Nó truyền cho mình cái cảm hứng. Mọi người đặt câu hỏi trả lời một cách rất là nghiêm túc nha. Hỏi cho chính mình đó. Tôi còn bao nhiêu sức để bán? Tôi còn bao nhiêu sức để bán với cái cách mình đang bán sức?
Có những người thực sự bao nhiêu cái nguồn lực, từ thể lực giống như các cô nói, đến tâm lực, đến trí lực, mà nhiều cái nguồn lực khác nữa, mà mình đành lòng, mình nỡ tàn nhẫn, mình bán mình một tháng có vài triệu bạc thôi, mà vẫn không có một cái tư duy khác, mà biểu đi học thì không học, không học. Tàn nhẫn với mình đâu, tàn nhẫn, thực sự tàn nhẫn đấy. Vậy thì nghiêm túc cho mình gọi, tôi còn bao nhiêu sức để bán? Và nếu theo cách bán này thì tôi có thể bán được bao lâu nữa? Và nếu ngày mai tôi không còn sức để bán, ngày đó là ngày mai, ngày đó là ngày mai, ngày mà không còn sức để bán nữa, đâu ai biết được chuyện gì đâu. Không ai biết được chuyện gì nếu mà ngày mai mình không còn sức để bán. Ai trả tiền cho mình? Rồi con mình ai lo? Bố mẹ già của mình ai lo? Bao nhiêu trách nhiệm còn dang dở ai lo? Vậy thì bạn có đặt cái câu hỏi này nghiêm túc để trả lời cái ý mà hai cô chia sẻ ngay từ đầu. Thầy muốn kết nối ở chỗ này thôi. Tự do tài chính theo cách mà bạn chọn, đúng không ạ? Theo cách bạn chọn. Đó là cái mà thầy muốn chia sẻ với mọi người, cái vấn đề, đặt vấn đề thôi. Mọi người tự đặt vấn đề cho mình. Tại vì ai cũng có kim cương rồi, ai cũng có cái kho báu trong mình rồi, nhưng mà mình khai thác nó như thế nào, nó cực kỳ quan trọng. Và giống như thầy làm việc với nhiều thầy cô, không phải riêng thầy cô đâu, người dân Việt Nam của mình số đông, người dân Việt Nam của mình số đông, cái bài toán nó khá là, gọi là sao nhỉ, nó khá là nghèo nàn, khá là nghèo nàn. Phải tư duy tinh thần nông nghiệp mà, tư duy nghèo mà. Có rất là nhiều nguồn lực nha, có rất là nhiều nguồn lực. Giống như thầy cô, mình thử kiểm tra thầy cô có nguồn lực gì nha. Thầy cô, tất cả cái gì là nguồn lực thì có thể quy thành tài sản và dùng làm đòn bẩy được hết. Mọi người nhớ cái ý này nha. Tất cả những gì là nguồn lực mình có, nó đều có thể quy thành tài sản và dùng làm đòn bẩy để biến thành tiền và nhiều tiền được hết. Đây là tư duy này. Tư duy này, tất cả những gì là nguồn lực đều có thể quy ra thành tài sản và đều có thể dùng làm đòn bẩy để biến thành tiền và rất nhiều tiền được hết. Vậy thì mình có 5 nguồn lực như thầy nói nè, để dùng làm tài sản, nguồn lực, tài sản, đòn bẩy và biến thành tiền. Nếu như cô nói là một tài sản thì một cái khái niệm rất là hay là tiền đẻ, đẻ ra tiền. Tiền đẻ. Vậy thì mình có 5 nguồn lực đúng không? Thầy cô có nè. Thầy cô có một cái nguồn lực rất lớn, đó là luật vũ trụ. Tại vì nghề thầy là nghề cao quý nhất trong các cái nghề nè. Nghề tạo ra tâm đức nè. Cái thứ hai là tài sản về trí tuệ nè. Mà thầy cô chỉ có đành lòng để cái trí tuệ của mình nó biến thành kiến thức và tri thức. Nó không có thành, nó không có thành trí tuệ. Tức là không dịch chuyển được cái kiến thức và tri thức của mình lên thành trí tuệ. Theo cái định nghĩa mà thầy định nghĩa đó, là trí tuệ là những kiến thức, tri thức nhân loại mà nó tạo ra được giá trị cho xã hội và đặc biệt là giá trị sống, thì đó mới là trí tuệ. Còn tất cả những kiến thức, những tri thức đều nằm yên ở đó. Nó chưa có giá trị gì khi nó chưa biến thành trí tuệ. Đúng không ạ? Đó. Cái nguồn lực thứ ba là nguồn lực của công nghệ, bây giờ là sức mạnh. Sức mạnh rất lớn. Nguồn lực thứ tư là nguồn lực về mối quan hệ. Mối quan hệ là tài sản. Vậy ai mà có được bốn cái nguồn lực này rồi? Cái gì cũng có hết á. Nhưng mà chỉ không có tiền thôi. Chỉ không có tiền thôi. Tại vì không biến những thứ này thành cái khái niệm tài sản như cô Bình hồi nãy nói. Đúng không? Vậy nó thiếu cái yếu tố gì ở đây? Nó thiếu cái yếu tố gì ở đây? Nó thiếu một yếu tố duy nhất thôi. Thiếu một yếu tố duy nhất thôi. Đó là hành động để tạo ra giá trị. Hết. Tức là thiếu cái gia tăng giá trị. Hết. Đó. Chính cái thiếu gia tăng giá trị cho nên nó không tạo ra giá trị gia tăng và nó không biến thành tiền.
tất cả những kiến thức, những cái được gọi là trí tuệ, những cái được gọi là mối quan hệ, những cái được gọi là tài sản đó, nó thiếu một cái mắt xích cuối cùng, thiếu một cái cầu, đó là hành động để gia tăng giá trị, để tạo giá trị gia tăng. Đó. Và có rất nhiều lớp học nó không tạo ra được giá trị gì hết. Có những rất nhiều lớp học chỉ dành để hăm dọa và sinh viên lên nó để ngủ thôi. Thầy nói việc thầy, trò nói được đường trò, giảng viên nói đường giảng viên và sinh viên làm việc của sinh viên. Tức là nó không tạo ra được cái giá trị. Nó không gia tăng được cái giá trị thì nó không tạo được cái giá trị gia tăng các bạn. Đó, vậy thiếu cái khúc đó không? Thiếu cái khúc nâng tầm trí tuệ rồi, phụng sự giáo hội rồi. Nó thiếu một cái đoạn duy nhất, đó là hành động để gia tăng giá trị, để tạo giá trị gia tăng. Và giá trị gia tăng đó là quy ra thành tiền. Đúng không ạ? Vậy thì chìa khóa hôm nay thầy cung cấp cho mọi người chỗ đó nha. Mọi việc, chuyên gia này, thầy cô giáo này, mọi người đều có tài sản rất lớn này, nguồn lực rất lớn này. Chỉ có một cái bước nữa, nó được gắn với tư duy của kinh tế. Bạn hãy gia tăng giá trị cho cái bạn có, thì bạn sẽ tạo được cái giá trị gia tăng, thì cái thứ đó nó quy ra thành tiền. Bạn rõ nè. Cho nên mọi vật, thầy có thể, thầy đã chia sẻ các bạn một số câu chuyện đó. Mình có thể biến cục đá thành tiền được khi mình gia tăng giá trị cho nó, thì tăng thẩm mỹ cho nó, đánh bóng nó thôi cũng tăng gấp 10 lần rồi, đúng không? Gia tăng giá trị cho một khúc gỗ thì nó tăng tiền rất là nhiều. Rồi một lô đất, gia tăng giá trị cho một lô đất, chưa nói đến gia tăng giá trị cho một cái khối tài sản vô cùng lớn, đó là con người. Như vậy cái đầu tư thông minh là đầu tư vào cái việc gia tăng giá trị cho con người. Gia tăng giá trị cho con người thì đó là cái cách đầu tư siêu thông minh luôn. Mọi người rõ không? Cho nên cái công thức của SE thầy thiết lập ra để làm cái nhiệm vụ gia tăng giá trị cho con người, để tạo ra tài sản và tạo ra di sản. Đó là cái hành trình mà thầy làm. Cảm ơn cô Mai và hai cô rất nhiều. Dạ vâng ạ. Vâng, em xin được cảm ơn thầy. Thầy đã chia sẻ thêm để cho mọi người có thể hiểu hiểu hơn được nữa cái cách tư duy của chúng ta trong cái việc là chúng ta gia tăng giá trị cho bản thân chúng ta, cũng như là chúng ta phụng sự xã hội như thế nào để cho chúng ta có thể tạo thêm được nhiều những cái tài sản của chúng ta. Và ở đây thì các thầy cô nếu mà đã đi cùng với cộng đồng SE trong một khoảng thời gian thì các thầy cô thấy rằng là cộng đồng SE là một cộng đồng rất là đặc biệt, khi mà chúng ta không phải là chỉ tập trung về một cái khía cạnh nào đó trong một cái lĩnh vực của cuộc sống con người. Ví dụ như có những nơi thì người ta sẽ tập trung rất là nhiều về mặt tài chính, làm thế nào để cho bạn có nhiều tiền hơn, nhưng mà ở đây thì cái câu chuyện tiền bạc ở đây nó vẫn quay lại với cái cách tiếp cận của cô Hải Bình và cô Bình Minh, đó nghĩa là cái tư duy tài chính của chúng ta không phải là chỉ làm cách để kiếm tiền, mà chúng ta nó sâu sắc hơn, nó bền vững hơn, đó là chúng ta cùng khám phá những cái giá trị để cho nó có thể làm cho cái việc mà những cái thứ mà chúng ta có thì nó mang tính chất bền vững. Ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ tập trung đến cái việc là chúng ta chăm sóc sức khỏe này, những cái chương trình buổi sáng thứ ba của thầy Thích Tâm Thành rất là tuyệt vời với tất cả các thầy cô, khi mà các thầy cô biết cách để cho chúng ta có thể tự chăm sóc sức khỏe, để tự bảo vệ cái tài sản về mặt thể lực của chúng ta. Rồi là những cái buổi chia sẻ của cô Lê Nhất Phương Hồng, rồi là của cô Thiên Trang, trong việc là chúng ta làm thế nào đấy để chúng ta gây dựng những cái mối quan hệ của chúng ta với những người thân trong gia đình chúng ta, với con cái của chúng ta, với vợ chồng của chúng ta, với đồng nghiệp và với tất cả những người xung quanh chúng ta. Và những cái bài chia sẻ của thầy Khiêm Nguyễn về cách mà chúng ta tư duy để chúng ta tự phát triển bản thân, và đặc biệt đó là cái chuỗi chương trình buổi sáng thứ hai là buổi sáng và về gia đình. Và trong cái đợt này thì chúng ta đang triển khai cái chuỗi chương trình tay hòm chìa khóa và cộng hưởng cùng với những cái chuỗi chương trình vào thứ năm và thứ bảy của thầy, đó là xây dựng về cái văn hóa doanh nghiệp, cũng như là cái cách để chúng ta có thể làm thế nào đấy để chúng ta có thể có được cái tư duy về mặt tài chính, cũng như là những cái kỹ thuật để chúng ta có thể thịnh vượng hơn. Thì có thể thấy được rằng là với tất cả những cái chủ đề đó của SE thì nó đã tạo ra cho chúng ta những cái năng lực thực sự và những cái năng lực toàn diện
của con người chúng ta để cho chúng ta có được một cái cuộc sống bình an và hạnh phúc. Và rất là biết ơn, thực sự là biết ơn cô Hải Bình và cô Bình Minh, hai chuyên gia của chúng ta. Em được biết rằng là cô Hải Bình là một chuyên gia mà đã làm ở việc ở trong một cái tập đoàn tài chính rất là lâu rồi ạ. Vâng, và cô Bình Minh cũng vậy, cô Bình Minh cũng là một lãnh đạo cấp cao, quản lý cấp cao của những cái công ty mà rất là những cái công ty mà làm về những cái lĩnh vực mà có lẽ là một những cái vị trí mà mọi người vô cùng ngưỡng mộ và rất là khao khát có. Nhưng mà cuối cùng hai cô lại quyết định là sẽ start up bằng việc là cho đi qua thông qua việc là những cái chuỗi chương trình về giáo dục tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp. Và thưa các thầy cô và thưa các thầy cô, có lẽ rằng chúng ta lại phải quay lại, chúng ta biết ơn thầy Nguyễn Công Thái, bởi vì cái cách đi của thầy, những cái giá trị mà thầy lựa chọn cho cộng đồng SCE của chúng ta thì đã thu hút được rất là nhiều các chuyên gia. Và với cô Bình và cô Minh thì khi mà các cô đã cam kết, các cô đã biết về SE rất lâu, nhưng mà thực sự là cho đến thời điểm này thì các cô mới thấy rằng là các cô sẵn sàng đầy đủ được cái sự cam kết để có thể hỗ trợ cho cộng đồng của chúng ta, thì chúng ta cần phải tranh thủ. Vâng, cần phải tranh thủ các cô, em xin phép được dùng cái từ đó, tranh thủ cái sự hiện diện của các cô và tranh thủ cái sự đồng hành của các cô. Thì xin rằng là tất cả các thầy cô với những cái bài học này thì chúng ta, việc mà chúng ta học thì như thầy nói ạ, nó vẫn chỉ là cái thông tin, nó vẫn chỉ là kiến thức ạ. Nhưng để cho chúng ta biến nó thành trí tuệ thì chúng ta phải quay trở lại để chúng ta khám phá chính bản thân mình, và chúng ta kết nối giữa những cái kiến thức mà chúng ta học được với cái vấn đề hiện tại của chúng ta. Và sau đó thì chúng ta trong những cái buổi gặp tiếp theo thì rất là mong rằng là chúng ta có thể đặt ra những cái câu hỏi rất là cụ thể với cô Bình và cô Minh. Bởi vì như vậy thì nó giúp cho cô Bình và cô Minh có thể hỗ trợ cộng đồng của chúng ta hiệu quả hơn ạ. Vâng, rất là cảm ơn các thầy cô. Hôm nay các thầy cô cũng đã tương tác rất là tích cực ạ, và rất là mong rằng là nhận được cái sự ủng hộ, sự hỗ trợ của các thầy cô trong tiếp tục trong những cái chương trình Zoom tiếp theo. Và cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn cô Bình và cô Minh. Không biết là các cô có có cái ý kiến gì trước khi mà chia tay cộng đồng của chúng ta không ạ? Cảm ơn thầy Thái, cảm ơn cô Mai. Chúng ta đã hứa với nhau là chúng ta sẽ đồng hành cứ mỗi sáng thứ hai cho đến khi nào các quý thầy cô ở đây hết câu hỏi thì thôi. Nên mong các thầy cô nếu có bất cứ một thắc mắc hay một câu hỏi gì hay muốn được chia sẻ về chủ đề nào quan trọng nhất thì các thầy cô cũng cứ gửi về ban tổ chức để cô Mai đại diện cho chúng tôi kết nối với thầy cô qua thông qua các chủ đề trong những buổi tiếp theo ạ. Tài chính thì là một lĩnh vực rất là rộng và mình có rất là nhiều thứ để nói. Câu chuyện là chúng ta quan tâm đến vấn đề điều gì nhất và chúng ta sẽ tập trung vào điều đấy sớm nhất, sau đó thì chúng ta sẽ lại đồng hành với nhau còn rất là nhiều. Nên là các quý thầy cô cứ đưa ý kiến cho cô Mai và chúng tôi ở đây để phụng sự, giống như là tinh thần của thầy Thái đã đưa là phụng sự và luôn luôn là không bao giờ từ chối hay không bao giờ ngại khó bất cứ một điều gì cả, chỉ muốn nói một điều đó để gửi tới các quý thầy cô thôi ạ. Cảm ơn thầy Thái, cảm ơn cô Mai rất nhiều, cảm ơn các thầy cô trong một buổi sáng tuyệt vời của ngày đầu tuần như thế này. Chúc cả nhà nhiều năng lượng và nhiều ngân lượng ạ. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn cô Bình ạ. Vâng, và ở đây em thấy có nhiều ý kiến của các thầy cô cũng chia sẻ rằng các thầy cô rất là muốn biết về tài chính gia đình á, muốn được học hỏi cụ thể về vấn đề tài chính gia đình. Và em cũng biết được rằng là như là cô Minh và cô Bình cũng đã có những cái buổi chia sẻ rất là thú vị về cái việc là làm thế nào để cho chúng ta đánh giá cái tình hình tài chính gia đình và chúng ta có thể biết cách để chúng ta cải thiện cái vấn đề này. Vâng, thì rất là mong rằng là các cô trong những cái buổi tiếp theo thì có thể tập trung vào những cái chủ đề rất là cụ thể ạ. Vâng, xin cảm ơn hai cô, cảm ơn hai cô rất là nhiều. Cảm ơn thầy ạ, và xin được cảm ơn tất cả các quý thầy cô và chúc các quý thầy cô một tuần mới thật là vui vẻ, bình an và hạnh phúc ạ. Yeah, xin chào quý cô, chào tất cả mọi người nha. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education, hãy quét mã QR code và để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.